Hà Linh đến review cả quán Trấn Thành, món mắc tiền cần khắc phục, nhà hàng nhanh chóng xử lý thỏa đáng được khen 10 điểm. Đấy là cái bánh bao kim sa mà em sẽ phải ồ wow đấy. Còn này theo riêng quan điểm cá nhân mình là không xứng đáng với giá tiền. Nó đến từ cái con bào ngư, khi ăn vào trong miệng ấy, nó sẽ để lại một cái vị tanh cuối cùng. Cô gái Cô Rô nhanh chóng lên tiếng bênh vực khi Hà Linh bị cắt ghép review chê. Mình phải lên tiếng vì mình cũng là nạn nhân. Những người như mình á, tới review vui vẻ và góp ý thì vô tình trở thành nạn nhân của những cái trò truyền thông bẩn này. Được nhiều người ưu ái gọi với cái tên chiến thần review, Võ Hà Linh luôn đưa ra những quan điểm khách quan, thẳng thắn và nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo công chúng. Gần đây, cô nàng cũng bắt đầu thực hiện một loạt các clip review quán ăn của người nổi tiếng với tinh thần công tâm, khen chê rõ ràng. Chỉ ít giờ sau khi video của Hà Linh đăng tải, nhà hàng đã ngay lập tức phản hồi lại đánh giá của chiến thần bên dưới đoạn video. Nhờ động thái này, nhà hàng Trấn Thành đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía dân tình. Cụ thể, nhà hàng Trấn Thành tỏ ra rất tôn trọng những nhận xét của Hà Linh và cho biết sẽ tiếp thu và sửa đổi những gì chưa tốt. Dòng chia sẻ của nhà hàng bên dưới bài đăng như sau: cảm ơn Hà Linh đã bớt chút thời gian ghé nhà hàng trong chuyến công tác ở Sài Gòn lần này. Trước cảm ơn bạn đã để lại một feedback chi tiết và chân thành nhất từ cảm nhận của bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và khắc phục những gì chưa tốt và phát triển những gì khách hàng đã gửi gắm tình yêu cho món. Mong sẽ có dịp đón tiếp bạn nhiều hơn nữa cho những lần ghé Sài Gòn nhé. Thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe để cải thiện chất lượng quán của nhà hàng Trấn Thành đã nhận được nhiều sự ủng hộ của dân tình. Nhiều người cho biết với tinh thần tích cực này, họ nhất định sẽ thử đến quán để trải nghiệm một lần. Đáng chú ý, Hà Linh cũng đã nhấn thích bình luận và hóm hỉnh cho biết thì ra chả có quán nào dán biển miễn tiếp cô cả. Cũng chính lần review này tại quán của Trấn Thành, nhiều đơn vị cũng đã cắt ghép những video clip Hà Linh chê để câu view. Điều này khiến hội chị em review cô gái Cô Rô đã phải lên tiếng thay cho chiến thần, bởi vì mình cũng là một nạn nhân. Theo lời anh thì vì anh đã xem hết video của Hà Linh, cô đa phần khen 80% và dựa theo ý kiến cá nhân góp ý chứ không phải là quy chụp và chê tất cả. Anh cho biết chính mình khi đi review cũng gặp trường hợp tương tự, bởi vì rõ ràng những phần như góp ý bớt ngọt, thêm một chút nguyên liệu thì không lấy mà chỉ đưa vào những đoạn chê và cho rằng những tiktoker này đi đến đâu là chê đến đó, muốn người ta dẹp quán. Chính vì điều này mà cô gái Cô Rô phải lên tiếng thay cho Hà Linh. Cũng như đồng cảm thì cô đã nhận xét một cách rất khách quan cho nhà hàng của Trấn Thành. Cụ thể, khi đến quán, nữ youtuber đã gọi 3 loại nước và hơn 10 loại thức ăn để đánh giá sự đồng đều về chất lượng của các món ăn. Trong đó có những món Võ Hà Linh đã chi hơn 400.000 đồng để trải nghiệm. Nữ youtuber đã gọi liên tiếp 3 loại há cảo, món ăn đặc trưng của người Trung Hoa. Lần đầu nếm thử, chiến thần review tỏ ra khá ngạc nhiên trước độ mỏng, mềm và dai của lớp vỏ há cảo. Đối với món há cảo tôm Phúc Lục, Võ Hà Linh cho rằng đây là món ăn được bày trí đẹp mắt nhưng bên trong khá nhiều. Tuy nhiên, phần tôm có vẻ không được tươi, rất giống tôm đông lạnh. Với hai loại tiếp theo là há cảo tôm thịt và há cảo sò điệp, nữ youtuber cho biết hương vị của cả hai khá giống nhau, đều giữ được nét đặc trưng là nhiều nhân và lớp vỏ mỏng. Thưởng thức xong 3 món đầu tiên, Võ Hà Linh nhận định sở dĩ quán của nam nghệ sĩ Trấn Thành luôn đông khách là bởi món ăn tại đây thanh đạm, không gây ngán. Chính vì vậy, quán phù hợp với thực khách khi ăn dưới thời tiết oi bức của Sài Gòn. Tiếp tục với món nấm linh chi xào tương. Đây được xem là món mà nữ youtuber đánh giá cao nhất. Khi vừa ăn miếng đầu tiên, cô đã thốt lên cảm thán: ồ, đúng là ít mà chất lượng. Có thể thấy việc tiếp nhận lời đánh giá của một reviewer nói riêng hay thực khách nói chung không những giúp cho nhà hàng có thể cải thiện được chất lượng đồ ăn, mà hình ảnh của nhà hàng trong mắt người xem sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!